Vào ngày 16 tháng 10 năm 2019, Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam công bố số liệu cho thấy có gần 1.470 cuộc tấn công mạng vào hệ thống thông tin tại Việt Nam trong quý 3 năm 2019, giảm gần 40% so với thời gian cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, Cục An toàn Thông tin ghi nhận trong 1.466 cuộc tấn công mạng vào Việt Nam thì có đến 1.194 cuộc tấn công lừa đảo, 145 cuộc tấn công thay đổi giao diện và 127 cuộc tấn công cài cắm mã độc. Trước đó, Cục An toàn Thông tin cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, có tổng cộng 3.159 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 2.684 số lần, tương đương giảm 45,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, vào đầu tháng 10 năm 2019, các tổ chức khác lại đưa ra số liệu các vụ tấn công mạng vào Việt Nam tăng, nghĩa là hoàn toàn khác với số liệu của Cục An toàn Thông tin mới công bố. Trao đổi với Đài Cho Tự Do hôm 16 tháng 10 liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ BKV cho rằng đây cũng là điều bình thường. Theo tôi thì an ninh mạng nó lúc nó tăng lúc nó giảm thì cũng là cái chuyện thường xuyên. Thế còn nếu là có cái nguyên nhân từ phía tổ chức tốt hơn ấy thì có thể là cái có một cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cách đây khoảng độ một vài tháng thì có yêu cầu là những cái người đứng đầu các cái cơ quan nhà nước ấy, các cơ quan ban ngành ấy là phải chịu trách nhiệm trực tiếp với Thủ tướng về cái việc đảm bảo của an ninh mạng của cái cơ quan của họ. Yeah. Thì với cái văn bản đấy thì tôi nghĩ là chắc chắn là nó cũng sẽ có hiệu quả tốt hơn. Điều ông Nguyễn Tử Quảng nói trùng khớp với thông tin truyền thông trong nước nhận định khi cho rằng thời gian qua, Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng và được chính phủ quyết liệt triển khai. Tuy nhiên, chỉ trong 15 ngày mà số liệu báo cáo thay đổi đột ngột từ tăng 113% đến giảm 40%, thì xem ra khó có thể khiến dư luận không hoang mang và đặt dấu chấm hỏi. Ông Diệp Quang Văn, Giám đốc Công ty Công nghệ Thông tin ở Bình Dương, cho biết nhận định của mình. Để mình nói chung là mình cũng có kinh nghiệm xung quanh, mình nhìn thấy thì mình giống như bảo mật nhiều hơn, rồi mình làm nhiều lớp nhiều hơn thì mình nghĩ chỉ có bên trong mình thì mình nói như vậy, bên ngoài mình nghĩ thì do những công ty khác người ta cũng bị quá nhiều, thì giống như ở nhà bị trộm nhiều lần thì phải tăng cường loại ổ khóa xịn, là nhiều ổ khóa này nọ để cho nó hạn chế bớt thôi. Yeah. Nhưng mà với một vấn đề nữa mình nghĩ chắc cũng do bên ngoài người ta cũng ít tấn công, tại vì nó thấy giống như sau khi tấn công được gì đó, chứ còn về bảo mật cỡ nào đi nữa nếu mà muốn làm nó cũng sẽ làm được, và nhanh với chậm theo mình nghĩ là vậy. Trước đó vào ngày 1 tháng 10 năm 2019, SciTech, một công ty công nghệ hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng, công bố báo cáo lại trái ngược với thông tin mà Cục An toàn Thông tin đưa ra. Theo báo cáo, trong quý 3 năm 2019, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng các quốc gia bị tấn công website nhiều nhất thế giới. Cụ thể, theo SciTech, có hơn 2.500 trang mạng có tên miền của Việt Nam bị tấn công trong quý 3 năm 2019. Trong đó, các website có tên miền .com, .vn và .net bị tấn công nhiều nhất. Các vụ tấn công trang mạng Việt Nam trong quý 3 năm nay được SciTech nhận định tăng 113% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, nhận định về sự trái ngược này. Những con số mà thống kê đấy thì thường đúng là vì là nó gắn với một từng giai đoạn, và cái việc mà nó tấn công vào các hệ thống thì nó cũng có thể nó thay đổi theo thời gian, và cái chuyện mà người ta bảo rằng có thể giảm có thể tăng thì cũng là điều không có gì lạ. Yeah. Vấn đề đây tức là gì, là bản thân cái số liệu mà do cơ quan nhà nước đưa ra thì người ta thường hay mắc một cái bệnh thành tích, và như thế thì thường là cái số liệu đấy nó không phản ánh thực tế cho lắm. Cái gì mà tốt thì vướng lên, cái gì mà dở thì bớt nó đi. Cái khả năng là có thể phải nghi vấn. Tôi nghĩ rằng mình chỉ có thể tin cậy được ở những cái thông tin
mà của những tổ chức chuyên môn có tính độc lập. Tôi nói thí dụ như là của một cái hiệp hội nào đó, hoặc là một cái tổ chức gọi là phi chính phủ nào đó, họ đánh giá thì chính xác hơn. Có thể nhìn nhận khách quan rằng, thời gian gần đây, các vị lãnh đạo của Việt Nam thường có những phát ngôn hùng hồn, chủ quan liên quan vấn đề an ninh mạng của Việt Nam, như tại Hội thảo quốc tế về an ninh mạng năm 2019, tổ chức hôm 17 tháng 4 năm 2019 tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Việt Nam có thể thành cường quốc an ninh mạng nhờ có nguồn nhân lực an ninh mạng mà theo ông là loại tốt trên thế giới. Hay vào ngày 11 tháng 7 năm 2019, ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin Truyền thông, mặc dù nhìn nhận Việt Nam vẫn đang ở vị trí là một chấm nhỏ, hết sức khiêm tốn trên bản đồ an toàn an ninh mạng thế giới, song ông Dũng cho biết một mục tiêu đặt ra trong hai năm 2019-2020 là Việt Nam sẽ có 100 doanh nghiệp mạnh về an ninh mạng cùng khoảng 1.000 chuyên gia đầu ngành. Do đó, cũng có thể hiểu vì sao sau khi Sitech đưa ra những số liệu tiêu cực liên quan an ninh mạng Việt Nam, thì 15 ngày sau, Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin Truyền thông phải công bố số liệu trái ngược. Với thực tế về an toàn thông tin bấp bênh tại Việt Nam như thời gian qua, người sử dụng mạng nên làm gì để tự bảo vệ mình? Ông Nguyễn Tư Quảng cho biết. Vâng, thì an ninh mạng là nó là cái vấn đề của toàn cầu chứ không chỉ riêng ở nước nào hay là đối với lại người sử dụng nào. Bất kể bạn cũng sử dụng các hệ thống kết nối với internet, sử dụng máy tính là có nguy cơ về an ninh mạng. Đấy, chẳng hạn như gần đây là hacker nó có thể là xâm nhập vào máy thì nó mã hóa cái máy đấy để nó tống tiền chẳng hạn, là rất là phổ biến ở Việt Nam, rất nhiều cái máy tính của người dùng cá nhân hay là các cơ quan như vậy. Thế thì cái biện pháp đảm bảo nhất là thứ nhất là dùng các phần mềm có bản quyền, thứ hai là sử dụng các phần mềm chống mã độc và tuân thủ các cái nguyên tắc về chung về an ninh. Nghĩa là người dùng nên tự biết cách bảo vệ an toàn cho chính mình, đừng nên tin nhiều vào những phát ngôn của các quan chức trong ngành thông tin truyền thông. Giải thích nhiều hơn về vấn đề này, ông Diệp Quang Văn cũng đồng tình, cách duy nhất là tự bảo vệ mình. Tại công ty mình thì chỉ có tăng cường lên thôi, chứ tại mình còn mấy công ty khác thì mình không nắm được vấn đề. Mình nghĩ chắc là bên bộ cũng tuyên truyền, tại vì bên cơ quan báo chí này nọ cũng tuyên truyền rất là nhiều, cho nên là cũng thấy, mình nghĩ cơ quan quản lý là người ta chỉ tính cách tuyên truyền thôi, chứ còn cái giống như là những cái cá nhân thì nhà nước đâu có tác động, chỉ có là tuyên truyền, còn những cơ quan nhà nước thì có bộ sắp xếp. À, bên mình không biết những chỗ khác thế nào sao, chứ bên mình là hoàn toàn không, mình chỉ lấy được thông tin qua cái cơ quan này, thông tin đại chúng là tin tức là như này nọ, chứ còn hoàn toàn không có hỗ trợ về tài chính hay là về cơ nhân lực hay gì đó, hoàn toàn đối với mình thì hoàn toàn không có sự hỗ trợ. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, tình hình an toàn thông tin của Việt Nam hiện nay rất kém. Thứ nhất theo ông là vì các cơ sở nắm giữ thông tin như cơ quan nhà nước, ngân hàng, công ty, v.v. chưa ý thức tốt lắm về vấn đề an toàn thông tin. Thứ hai, ông cho rằng phải có quy trình và con người theo dõi và bảo vệ an toàn thông tin thì Việt Nam cũng chưa làm tốt. Lẽ ra theo tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, luật an ninh mạng của Việt Nam phải làm những việc đó là chính, như nâng cao nhận thức cho quan chức nhà nước, xây dựng các tổ chức hay bộ phận chuyên lo về an toàn thông tin của từng cơ quan nhà nước, rồi thì thúc ép các doanh nghiệp cũng phải làm việc đó. Và cuối cùng là chính phủ phải có các chính sách, thủ tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ, v.v. Nhưng đáng tiếc, tuy những vấn đề tiến sĩ Nguyễn Quang Nga vừa nêu cũng có được nhắc đến trong luật an ninh mạng, nhưng theo ông lại không được nhấn mạnh, thay vào đó chính phủ lại dùng luật an ninh mạng để chặn các thế lực phản động, v.v. Điều này hoàn toàn lệch hướng so với trọng tâm của luật an ninh mạng.